Chào mừng các bạn đến với tour du lịch Hồ Thác Bà, khoáng nóng Mỹ Lâm trong ngày do Led Tour tổ chức cho đoàn là công ty môi trường đô thị Hà Nội chi nhánh Hoàn Kiếm tại 48 Tràng Thi. Đoàn chúng tôi xuất phát lúc này đang là 5 giờ 40 phút ngày 19 tháng 10 năm 2020. Chứ Hoàng còn cho cử một đồng chí đi chỉ để riêng chụp ảnh với đoàn thôi, rất là đẹp. Bây giờ thì có một số các cái đồng chí ở dưới tổ sản xuất thì đã kết thúc ca rất là muộn của cái đêm ngày hôm trước, thì chúng ta có thể tranh thủ chợp mắt một chút, sau đó thì chúng ta sẽ thức dậy vào lúc nghỉ ăn giữa giờ để cùng thưởng thức cái bữa sáng làm sao cho nó no đủ và chúng ta tiếp tục cái cuộc hành trình đi tham quan trên cái hồ Thác Bà tầm khoảng 2 đến 3 tiếng ạ. Vâng, xin cảm ơn các đồng chí. Từ Hà Nội thì chúng ta khởi hành đi Hồ Thác Bà theo hướng cao tốc Nội Bài Lào Cai, thì đến nút giao IC12 chúng ta rẽ vào cảng Hương Lý của Yên Bình, thì tính ra nó khoảng tầm 160 km, chuyến đi trong khoảng thời gian là 2 tiếng rưỡi, và đoàn của chúng tôi tàu bắt đầu một chuyến tham quan Hồ Thác Bà. Như vậy là tàu của chúng tôi đã bắt đầu nhổ neo và rời bến để du ngoạn Hồ Thác Bà thơ mộng.
sau khoảng 30 phút chúng ta ngồi du ngoạn trên tàu thì bây giờ đoàn của chúng ta đã nhìn thấy xa xa là nhà máy thủy điện Thác Bà. Và bây giờ chúng ta sẽ lên tham quan nhà máy thủy điện Thác Bà các bạn nhé. Đó, hãy theo tôi. Ở trong kia chú dân cũng đang đợi trong đấy rồi ạ. Không được ra chỗ khu vực gần chuẩn bị xả lũ, 10 giờ bắt đầu xả lũ rồi mà. Nên là thế thì chú mày làm sao được xả lũ? Xả lũ thì mình đứng bên dưới chỗ khu vực nhà máy chú ạ. Xe báo báo là xả xanh đỏ xe. Đúng rồi cô chú ạ. Điểm dừng chân đầu tiên khi chúng ta tham quan nhà máy thủy điện Thác Bà đó là chúng ta thắp hương tại bia tưởng niệm các cán bộ công nhân viên, chiến sĩ và liệt sĩ đã hy sinh khi xây dựng nhà máy thủy điện. Sau khi dâng hương xong thì đoàn của chúng ta tiếp tục tham quan nhà máy, vào tham quan các cái tổ máy và nghe hướng dẫn viên tại nhà máy giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của thủy điện Thác Bà. Tổ máy công suất của nó là 40W/giờ, tổng công suất là 120W/giờ đang trên hòa trên cái màn lưới quốc gia miền Bắc. Thì mình có những giờ cho mình phát một máy, hai máy hoặc ngừng cả ba máy. Thế nên là cái lý do vì sao là không phát đều hoặc là dừng. Thế nên là đảm bảo cho đi quân đi tập cung của chúng ta rất vỡ. Nhà máy này là được khảo sát từ năm 1960 đến năm 64 là tiến hành phần xây dựng, đến năm 71 là khánh thành tổ máy đầu tiên hòa lên mạng lưới quốc gia, thì đến năm 72 đang tiếp tục thi công lắp đặt hai tổ máy nữa, thì là không quân Mỹ có đánh phá đúng vào khu vực nhà máy này, để hư hỏng toàn bộ thiết bị máy móc, một số chi tiết là phải đưa sang Liên Xô sản xuất tiếp, đưa sang để lắp đặt, thì đến năm 75 mới hoàn toàn đưa vào cái tổ máy này rồi chính xác là hoạt động lên mạng lưới quốc gia ổn định. Còn vẫn đến ngày 5 tháng 10 năm 1971 là năm khánh thành của nhà máy. Hiện nay hoạt động là 49 năm, 5 năm là được. Thank you.
sau khi chúng ta tham quan xong động Thủy Tiên và núi Vô Tiên thì chúng ta lại tiếp tục hành trình trở về nhà hàng tại vùng Tây ở Vũ Đảo để chúng ta thưởng thức bữa trưa. Khi dùng cơm trưa và nghỉ ngơi tại nhà hàng trên homestay ở đảo, đoàn tụ chúng tôi tiếp tục lên tàu trở lại bến và lên xe di chuyển về Mỹ Lâm. Và trên đường di chuyển về Mỹ Lâm thì đoàn đi qua những cánh đồng, những quả đồi trà xanh rất là đẹp. Ở đây tôi ghi lại cảnh đồi chè xanh mướt để cho quý vị cùng chiêm ngưỡng. Và từ Hồ Thác Bà thì chúng ta di chuyển về Mỹ Lâm mất khoảng thời gian là 40 phút thì chúng ta đến được với khu du lịch Hòn Nóng Mỹ Lâm. Và bây giờ chúng ta sẽ tắm khoáng các bạn nhé, để tận hưởng, để thư giãn sau một hành trình